Rồi, hiện tại bây giờ thì công đoạn đã hoàn thành được 70% rồi. Đó. Thì các bạn đã thấy nãy giờ mình đã làm. Còn một phần 30% nữa là xong. Đó. Thì nói vậy thôi. Đó. Còn chút nữa là xong rồi. Đây. Còn phần còn lại chút nữa là ok rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành 100% và có thể tiến hành là cho nó dây chuyền nó chạy thôi. Mong rằng nó sẽ chạy tốt. Đó, thì cũng như anh em đã thấy rồi đó. Rồi chào các bạn nha. Thì đây là lần thứ hai nha. Lần thứ hai nha các bạn. Thì lần thứ nhất thì mình đã thất bại rồi, coi như là đã thất bại đó. Thì đây là tiếp tục mình sẽ sắp lần thứ hai luôn. Thì mong rằng lần này sẽ thành công hơn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho nó đi nguyên một vàng luôn, cho nó trơn tru luôn. Rồi cũng mong rằng là lần này sẽ rất là thành công nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ kích quạt nha. 1, 2, 3.
Rồi, coi như đã xong rồi. Mình đã thành công. Rồi. Rất mong các bạn ủng hộ kênh mình nha. Hãy like, subscribe, đăng ký và ủng hộ kênh mình nha. Rồi, coi như xong rồi đó. Thôi, tạm biệt anh em nha. Bye bye mọi người.